Rồi mình sẽ bay xuống và mình sử dụng cái chiêu cuối nào. Rồi mình sẽ bước bộ giáp lên. Wow, một phát chết luôn. Trước khi xem video này, nếu các bạn thấy thích thì đừng quên ấn nút like cũng như là đăng ký kênh của mình. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hai ngày hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, phải đi chặt gỗ từ sáng đến trưa mới được về nhà. À quên mất, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Thì mình là Zilcat. Và chào mừng các bạn đã đến với một cái video về Minecraft khác của mình. Và ngày hôm nay để xem mình sẽ chế tạo ra cái gì đây ha. Ok, bây giờ mình trên đường về nhà đấy các bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay mình đi đốn gỗ bằng cái cây rìu mình mới làm được đó các bạn. Đó, cây rìu khá là bự nha. Cây rìu này có thể đốn được rất là nhiều gỗ. Và bây giờ mình đi về coi. Mình nghe nói là họ hàng ở lần trước là mình có trao đổi với chú 8, chú 9 đó các bạn. Chú 8. À, chú 8 có trao đổi với mình được cây rìu lava nhưng mà mình đã trả lại rồi. Tại vì cây rìu đó chỉ nó nóng quá các bạn ơi, không có sử dụng được. Đó, bây giờ ngày hôm nay mình nghe nói có hàng sớm của chú 8 là chú 9 gì đó. À, có lại lại nhà đây nè, lại chơi gì đó không biết nữa, mình cũng biết nữa để mình coi có phải không đây. Giờ mình đi hỏi chú 8 coi. Chú 8 vẫn còn đứng ở đây. Con cừu, để mình lấy thịt con cừu coi. Đó, các bạn thấy ghê không? Cây rìu bình thường thôi nha, không phải là cây rìu mạnh đâu mà nó mạnh như vậy rồi. Ngày hôm nay không biết là có thanh kiếm gì không, để mình xem. Ai, tên nào bắn mình đi. Ui, ai bắn vậy? À, thằng zombie từ tòa tháp này ra. À, và mình xin thông báo với các bạn là tòa tháp của mình đã bị bọn zombie chiếm rồi. Ngày hôm nay mình hy vọng là mình sẽ chế được một cái kiếm lava gì đó mạnh hơn để mà mình giành lại cái tòa tháp mới được. Để mình hỏi chú 8 coi là có cái gì mới không ha. Chú 8 vẫn còn đứng lên nhảy sập sình tưng bừng nữa các bạn. Con muốn có một điều hỏi là ngày hôm nay là con nghe nói là như họ hàng của chú 8 là chú 9 đến đây chơi phải không ạ? Dạ đúng rồi, tại sao cậu biết vậy hả? Ừ, ngày hôm qua tao có nói cậu rồi mà. À, ta thật là đảng trí. Thì chú 9 của lên đất Zilcat, cậu biết như thế nào không? Là chú 9 vừa mang từ cái vùng đất, không phải vùng đất khọt khẹt như lần trước đâu nha. Chú 9 vừa mang một số món vũ khí từ vùng đất có tên gọi là gì tao quên mất rồi. À có gì cậu xuống hỏi lại chú 9 nha. Đấy thì từ vùng đất đó rất là ghê. Và chú 9 nó mang về một số cái thanh kiếm dung nham, kiếm lava cực kỳ mạnh và sức sát thương cực kỳ cao. Và nó có thể đánh được cả một quân đoàn zombie. Đấy, có thể giúp cậu chiếm đầy được cái tòa tháp mà đã bị mất. Và đặc biệt là bọn zombie đã lấy hết ba cái thanh kiếm dung nham rồi. Bây giờ cậu chỉ có thể đổi được hai thanh kiếm thôi. Hai thanh kiếm dung nham đó rất là mạnh nha. Và còn cái thanh kiếm dung nham của quỷ vẫn còn được giữ, chú 9 giữ, nên cậu có thể trao đổi càng sớm càng tốt trước khi trời tối nha. Tại vì trao đổi trời tối là chú 9 đi nhậu rồi. Giờ đó đi ngủ thì gì rồi ta cũng không chắc nữa. Có lẽ là lúc nãy ta vừa mới bỏ một ít thuốc sổ vào bên trong nước của chú 9, có thể là tối thì ổng sẽ đi vệ sinh đó. Nên vì vậy là cậu hãy trao đổi trước trời tối nha, tại vì ta vừa mới test một số loại thuốc mới đó. Không phải là thuốc sổ đâu, cậu yên tâm đi. Ôi, chú 8 nói gì nghe thấy ghê vậy? Chị mà sản xuất thuốc rồi cho chú 9 uống hả? Ôi, chắc tối nay làm tháo rượt ông chú 9 rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, để con đi xuống coi ông chú 9 này. Không biết chú 9 đâu nữa, nhà rộng thênh thang, có mấy ô. À, chú 9 ở đây. Đi coi nào, chú 9 rồi có cái gì đây? Ủa, 4 thanh kiếm nhâm thạch luôn. Mà hai cái kiếm này không có trao đổi được, hình như là đã bị mắc rồi, chỉ có cái hình thôi các bạn ơi. À, thanh kiếm dung nham của quỷ địa ngục đó các bạn. Wow, và một thanh kiếm dung nham gì đây? Rễ mọc tùm lum tùm la, các bạn khá là mạnh đấy. Ồ, chào cậu. Tôi nghe nói là hình như là cậu là có phải tên là Zilcat không? Đúng rồi chú Chính ơi. Con có tên là Zilcat đấy. À, chắc là chú 8 cũng đã có kể qua rồi ha. Rồi ngày hôm nay con nghe nói chú 8 á kể về chú 9 là có đem một số cái món vũ khí, một số thanh kiếm dung nham cực kỳ bá đạo và siêu mạnh ở trong Minecraft đấy đem về đây bán. À, con thấy là lúc nãy con vào túi đồ của chú là con thấy mấy cây nè, nhưng mà tại sao ở đây lại đổi bông hoa hướng dương vậy chú 9? Ngày già cậu có biết tại sao không? Tại vì ta rất là thích hoa, nhưng mà ta không có biết hái hoa như thế nào. Ta chỉ có biết có đi vào những cái vùng đất nguy hiểm và thu thập những cái thanh kiếm VIP về thôi.
Còn hái hoa thì tao không biết, nhưng mà tao rất là thích hái hoa nha. Cháu đừng nghi ngờ giới tính của ta. Ta là nữ. À không, ta là nam. Ồ. Ủa chú Chính này không biết là nam hay nữ nữa các bạn ơi. Sao mình nghe thấy ghê quá à? Chắc có lẽ là nữ. Nữ, nữ giả dạng thành nam đó các bạn. Thôi thôi thôi, chắc là nam thôi các bạn, đừng suy nghĩ lung tung. À thôi được rồi, vậy là chú Chính muốn đổi với mình bằng những cái bông hoa sao? À chú Chính không biết hái hoa các bạn ơi. Thôi được rồi, để mình xem nè. Thanh kiếm lava của quỷ, quỷ vương là 30 hướng dương. Thanh kiếm này chắc có lẽ mạnh hơn quỷ vương nên mới 64. Thôi mình sẽ lấy bông hoa thanh kiếm của quỷ vương đi các bạn. Đó, mình thấy nó bự mà. Ở đây thì hoa hướng dương rất là nhiều nên yên tâm mà hái luôn. À, để mình coi nào, ở đây lại chỉ cần 30 thôi các bạn. Ôi, nhiều kinh khủng luôn, không biết ai mà trồng mấy cái bông hoa nữa. Không biết ông nào mà biết mình hái như vậy, chắc là ông đuổi mình ra khu vực thì luôn. Đó, đằng kia là cái tòa tháp. Các bạn biết tòa tháp đó là tòa tháp gì không? Đó chính là cái tòa tháp mà nhà của mình. Nhưng mà nó bị bọn zombie ăn cắp những cái thanh kiếm lava và đến đó ở rồi. Ngày hôm nay mình phải đổi được cái thanh kiếm lava của quỷ để mà mình lại đó lấy, và lấy những cái viên ngọc xanh. Đấy. Rồi được rồi, vậy là để đủ rồi đó. Mình nghe nói đó có ngọc quý nữa. Ngọc quý không biết đổi được cái gì, nhưng mà thôi cứ lấy về đi. Giờ mình sẽ trao đổi lấy một cái kiếm. Kiếm lava của quỷ. Mình sẽ đổi ô thứ hai. Đây. Như các bạn cũng có thể thấy là mình đang cầm trên tay một cái thanh kiếm lava của quỷ vương ở dưới địa ngục. Và nó cực kỳ bự luôn. Kiếm này dùng để săn quỷ và săn rồng nha. Đấy. À đúng rồi, mình cần phải đi lên đổi một ít thức ăn. Táo vàng. Đây, mình có rất là nhiều bí ngô nên mình chẳng sợ gì hết. Ngày hôm nay mình không có những cái món đá linh hồn để mà mình đổi những cái thứ để bảo vệ mình. Thôi không sao hết, mình có táo vàng là mình sẽ căng hết mọi thứ. Không biết là giờ này có bọn zombie xuất hiện ở tòa tháp không đây. Mình sẽ lại chơi đấu với nó nào. Đây, mình sẽ cầm một cái thanh kiếm lava của quỷ vương nha. Thanh kiếm này là cực kỳ bá đạo luôn đấy. À, có hai tên zombie đang đứng đằng kia. Được rồi, mình sẽ lấy này mình đánh với nó. Ui, những cái tên này có cầm súng rồi mày ơi. Ây da, ui, trời. Thôi xong rồi, mình lại trở về cái khu này. Hồi lúc nãy mình quên ăn táo vàng vô. À, lần này mình sẽ đánh thật kỹ nào. Đây là cái khu lần trước mình đánh với quỷ vương đó các bạn. Đó, mình đổi được cái cây rìu lava khá là mạnh nha. Giờ mình sẽ ăn táo vàng vào. Ui, mấy cái thằng zombie này chơi ăn gian quá các bạn ơi. Ôi, mấy cái thằng này chỉ cầm súng sao mà mình đánh lại. Nhưng mà không sao, mình đã có táo vàng rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại và mình xử mấy cái thằng này. Được rồi, đợi đó mấy cái thằng nhóc ác. Ha, dám đứng ở đó kìa, nó đứng nó canh mình kìa. Ô. Bắn ha, mình sẽ đi xung quanh như vậy nó sẽ. Ui. Mấy cái thằng này mạnh quá. Ây da. Được rồi, mình sẽ bay vào mình đánh cận chiến với bọn này. Thôi, không được rồi các bạn ơi. Vậy là mình phải về mình xin chú Tám cái thứ kia rồi. Lần này mình không đánh lại mấy cái thằng này đâu. He các bạn, và bây giờ mình đã được nhận đây được cái món này rồi các bạn. Đấy, mọi người có biết đây là cái món gì không? Đó, cái món này có thể là giúp mình được một bộ giáp. Và ngày hôm nay chú Chính ở lại làm một cái cây mới. Và cái cây này nó có thể là chịu hồi ra những cái con nhạy bạc. Đây, bộ giáp và spawn ra những cái con nhện rất là ghê. Nhưng mà mình chỉ sử dụng. Quên mất. Bây giờ mình cần phải về và mình đổi một ít táo nữa các bạn ơi. Ít táo là không thể nào mà đánh lại bọn chúng đâu. Bọn này ghê lắm. Bọn này bắn súng cực kỳ bá đạo và nó xuyên giáp mình luôn. Nên vì vậy mình sẽ phải đổi mình sẽ đổi thêm 4 trái nữa. Rồi vừa vậy là mình hết luôn rồi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn bít tết vào. À, mình sẽ put giáp lên nè. Ui. Rồi xong. Có giáp mình sẽ chẳng sợ cái thằng zombie đâu hết. Một thằng zombie. mình nhặt được khẩu súng của nó nè các bạn. Wow. Khẩu súng Thompson. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng không biết là nó sẽ mạnh như thế nào đây, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi qua bên đó xem nào. À, mình có khẩu súng này rồi, một cái món vũ khí mới đó các bạn. Để coi nào. Ô, mình không cần phải tiếp cận nó luôn các bạn ơi. Rồi hết đạn rồi, vứt bỏ luôn đi. Đây là cái gì đây?
đây là cái thứ dùng dùng để xuất hiện những cái con zombie đó các bạn, nó spawn ra nè để mình đập bỏ rồi. Không thôi là nó cứ xuất hiện hoài là mình cứ đánh tới trèo luôn vẫn chưa hết nữa. Được rồi, giờ mình sẽ phá hủy cái này. Nhưng mà có vẻ như nó hơi lâu các bạn. À, mình sẽ lấy đất lắp lại đi. Giờ mình sẽ dùng một số block đất để mà lắp lại, tránh những cái con zombie nó spawn ra lần nữa. Đấy, như vậy là nó sẽ spawn ra, nó sẽ bị mất máu và nó chết thôi các bạn. Không cần phải tiêu diệt nó. Ôi, cái gì kìa. Ôi, ăn vào cái đó. À, thằng này không có súng à. Mình sẽ lấy kiếm lava, mình sẽ đánh với nó. Bây giờ mình sẽ boost lên một bộ giáp mới. Rồi. À, ở trên kia có zombie nữa kìa. Wow, zombie trên tòa tháp của mình khá là nhiều. À, một thằng ở đây. Mày không, những cái tên này không có súng là mình chẳng sợ tên nào hết. Thằng này nó bơi dưới nước các bạn ơi. Để coi có súng không. Không có súng gì mới hết vậy. Ôi, bên trong có rất nhiều zombie. À, mấy cái thằng này dám chiếm tòa tháp của bố hả? Ha, được rồi, mấy thằng này chiếm tòa tháp của mình nữa các bạn. À, nó chia ra từng tầng kìa, ghê ha. Mình sẽ có cái thanh kiếm dùng nhau này, mình sẽ chẳng sợ tên zombie nữa hết. Nhưng mà mình cần phải cẩn thận hơn, tại vì ở trên vẻ như rất là nhiều zombie. Ui, có cầm súng kìa. Tên này có cầm súng sao? Nhưng mà vẫn chết dưới cái kiếm của mình các bạn. Thanh kiếm mình quá mạnh rồi. Ôi, mình sẽ đẩy những cái thằng này xuống. À, một thằng đã rơi xuống vực rồi. Còn một thằng nữa thôi. Yes. Đâu rồi, thằng kia chết chưa? Ở dưới có cái hồ nước kìa các bạn. Nên vì vậy nó không có bị mất máu. Ủa, nó bắn nữa kìa. Rồi, mình sẽ bay xuống và mình sử dụng cái chiêu cuối nào. Được rồi, mình sẽ bút bộ giáp lên. Wow, một phát chết luôn. Như vậy là mình đã tiêu diệt toàn bộ bọn zombie ở trong cái tòa tháp. Và bây giờ mình sẽ lên lấy những cái thứ, những cái cây kiếm về đưa các bạn. Để cho đủ bộ sưu tập của chú Chính. Đây, chú Chính đang sưu tập rất là nhiều. Đây, wow, ba thanh kiếm lava này các bạn. Mình lấy nào. 1, 2, 3, một viên ngọc, lấy luôn. Rồi nhà này mình sẽ tu sửa sau. Còn bây giờ thì mình sẽ đi trở về thôi. Đi xuống thôi. Yes. Được rồi. Trước khi mà trở về cái tòa nhà mà đưa cho chú Chính á, thì mình sẽ cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra mình xem trước nha các bạn. Tuy là mình vẫn chưa có sở hữu nó. Đấy. Các bạn thấy không, chú Chính chế tạo ra những cái kiếm lava cực kỳ ghê luôn nè. Đó. Đây là gọi là cái kiếm nhật lava, còn đây là thành cái đao lava. Đó. Lava của quỷ không đó các bạn. Mạnh lắm. Đừng có đùa nha, những cái cây kiếm này là có 12 sức tấn công trở lên không đấy. Đây là cái kiếm mà bán mắt nhất nào. Giờ mình sẽ kiếm một cái con gì đó, tìm một con gì đó để mà mình test kiếm này. Ok, để coi ở gần đây có sinh vật gì không. Ở đây có mấy con cừu nè các bạn. Mình sẽ lấy kiếm lava của mình và xử mấy con này. Đó, các bạn thấy không, kiếm nhật lava chém rất là đã nha, nó nghe rất là thanh. Còn đây là cái đao lava, mình sẽ sử dụng chiêu bay từ trên trời xuống. Ôi, chém hụt rồi. Lại nào. Đấy. Nhưng mà mình vẫn thích với cái cây kiếm lava của quỷ thôi các bạn. Đó, lava của quỷ vương cực kỳ bự. Cũng nhờ cái kiếm này mà mình có thể lấy được những cái cây kiếm còn lại trong bộ sưu tập của bác Chính. À, sưu tập kiếm lava huyền thoại. Và giá những cái cây này là cực kỳ đắt đỏ nha. Có thể là mấy chục tỷ luôn đó các bạn. Ok, và trước khi mà mình về đưa những cái thanh kiếm này cho chú Chính thì các bạn thấy cái thanh kiếm nào đẹp á thì các bạn đừng quên comment bên dưới là thanh kiếm nào nha. Còn bây giờ thì mình tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ đi về đưa cho chú Chính đây. Bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành.